hacia mọi người. Đây là Ross. Hôm nay mình lại đi shop nha mọi người. Kiếm. Đâu? Đi vòng vòng chứ ở đâu. Đó, nhà dép quá trừng. Quá trừng gì dép. Đó, khu này là dày. Mỹ thì rất nhiều tiệm blog, mỗi tiệm trang trí trang bày triệu trang bày khác nhau. Đó, bày biển đồ, có tiệm để chỗ này, chỗ tiệm để kiểu khác. Đây là cái giường, cái kiến, cái gì cũng có bán. Ôi, cái này đến đồ nội thất, đồ bàn ghế nhiều hơn bên kia. Để gọn gàng ở bên kia. Đó, bàn ghế nhiều. Ủa, cái ghế này có nắp nè. Nó đã đẩy xuống cái hình này. Mở ra nè. Chặt quá. Đó, đẩy xuống. Cái ghế. Đồ vô đó. Đây nhạc lớn ta. Ở cái này cũng có. Ở cái này có mở được. Ờ, mở được này. Đó, cái này cũng mở được nữa. Nó đẩy xuống. Đẩy xuống thành cái ghế. Cái này giống như con ốc. Ốc mình nó mở cái miệng ra. Ừ, bên này được đồ hình là đồ trang trí treo tường. Khung hình này nó treo tường thích chữ này, tranh tranh đẹp không? Biển treo này lên tưởng nó đi biển. Đây là nồi nước xông chảo, thảm trà chân. Cái này là dao nè. Cái này là chai đựng nước mắm, mắm hay là đựng rượu gì đó. Sao mì gói mà lạc ra đây luôn. Ok. Một cặp ly
cặp liền. Đây nó treo lên đây. Chanh, chanh da đen, mỹ đen. Này nồi, niêu son chảo. Này là kê lên, để ăn uống, kê lên giường. Cắm điện. Khu này là khu bếp. Khu sữa. Khu bếp sữa. Ốc bít cửa. Khu khóa cửa. Khu trời. Xe cộ ghế này, ghế xe bọc bao hoa, gọi là gì, nhạc ồn, gọi là bao ghế. Cái này giỏ đi chợ, có cái giỏ đi chợ giống Việt Nam, nó giỏ nhỏ quá. Việt Nam giỏ bự hơn. Ô, cái giỏ này nhỏ mà nhỏ. Dạ, cái này to quá. Đây đựng trứng. Đó, đựng trứng như này. Chó luôn, đựng trứng. Tốt này. Kẹp giấy, giấy lau miệng. Này, đây kẹp giấy này, mở lên, kẹp xuống. Kẹp xuống. Này, cái giấy lau miệng này, ngắt kinh lau miệng. Còn cái này cái cuộn giấy. Vô đây. Đây đồ cho. Đồ cho chó mèo. Đó, đồ. Đựng đồ ăn, đồ uống, nước uống cho chó cho mèo. Cái cục này cho chó mèo. Giường. Cho chó mèo nằm. Chó mèo còn sướng hơn người. Có giường, có nệm. Đêm ống. Sách vở. Hộp đựng đồ ăn. Đựng gì đựng. Đựng gì thì đựng. Này cái cúp để làm bánh. Cúp giấy để làm bánh. Giấy làm bánh cũng bán nữa. Giấy. Ly giấy. Giấy ly. Uống xong rồi được bỏ. Đi cà phê. Đổ giấy để cà phê giấy. Đổ giấy để làm tiệc. Tổ chức tiệc. Được chơi, được chơi em bé. Có khu vực này, khu giày, giày dép, con nít, em bé, trẻ sơ sinh, vó, giày phớ, trẻ sơ sinh, có áo quần con em bé sơ sinh, một tuổi hai tuổi gì đó.
mỗi tháng. Bắt chừng luôn. Thôi phone hết pin rồi. Ok, phone đã hết pin. Hẹn gặp mọi người sau nhé.